Nga có thể tăng uy lực cho các đòn không kích tại Ukraine bằng bom nặng 1,5 tấn. Chiến binh Anh ở chiến trường Ukraine tử vong bất thường dưới nước với hai tay bị trói sau lưng. Lãnh đạo tình báo Ukraine hé lộ mục tiêu các cuộc tấn công vào đất Nga. Ukraine thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy bằng cách thu giữ xe tăng T-90M của Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Nga được cho là đã triển khai bom FAB-1500 nặng 1,5 tấn gắn bộ dẫn đường UMPK để tăng uy lực cho các đòn không kích tại Ukraine. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga mới đây thông báo, sau nhiều tháng thử nghiệm, quả bom FAB-1500 M54 gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK đầu tiên đã đánh chính xác vào mục tiêu được chỉ định tại Ukraine. Tuy nhiên, họ không công bố hình ảnh quả bom gắn hệ thống UMPK. Phi công này nói rằng nhà sản xuất phải thiết kế tổ hợp UMPK hoàn toàn mới cho bom FAB-1500, nặng 1,5 tấn, thay vì sử dụng những bộ kit sẵn có cho bom FAB-500 nặng 500kg. Giới chuyên gia phương Tây nhận định điều này là do mẫu FAB-1500 nặng gấp 3 lần FAB-500, đòi hỏi bộ UMPK phải có kết cấu vững chắc hơn nhiều. Tài khoản Fighter Bomber cho hay, họ cũng tăng tầm thả bom lên gấp nhiều lần so với những mẫu UMPK nhỏ hơn. Đây là loại bom dùng bộ UMPK có tầm bay xa nhất của Nga hiện nay. Phi công Nga nhấn mạnh bom FAB-1500 gắn bộ dẫn đường UMPK có thể đánh trúng vòng tròn bán kính 5m, tạo ra hố sâu với đường kính 15m và tác động mạnh đến mọi vật thể trong diện tích 2km². Mỗi tiêm kích bom Su-34 có thể mang 2-3 quả FAB-1500 UMPK. Để tấn công nhiều mục tiêu đơn lẻ hoặc hủy diệt một vị trí chỉ với một chuyến xuất kích. Phi công Nga nói thêm, bom UMPK đang được trang bị cho chiến đấu cơ Su-35S và tiêm kích bom Su-34 nâng cấp. Nhưng nó cũng có thể xuất hiện trên những dòng Su-34 cũ hơn. Loại bom này chưa được sử dụng phổ biến, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng có thể tăng sản lượng đáng kể trong vài tháng tới, cho phép thả tối đa 100 quả mỗi ngày trên mọi mặt trận. Hồi tháng 4, truyền hình quân đội Nga công bố hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng ở tỉnh Nizhny Novgorod, cho thấy dây chuyền sản xuất hàng loạt bom FAB-1500 đang hoạt động. Nhóm phân tích thông tin xung đột CIT có trụ sở tại Nga nhận định, khả năng đánh trúng vòng tròn 5m của bom FAB-1500 là con số phóng đại, độ chính xác thực tế có thể thấp hơn. Dù vậy, chuyên gia quân sự David Ace của Forbes cho rằng, loại bom này không cần quá chính xác, do khối lượng thuốc nổ gần 1 tấn, đủ sức xóa sổ nhiều mục tiêu, ngay cả khi không đánh trúng đích. Đây không phải lần đầu Nga triển khai bom dẫn đường 1,5 tấn tại Ukraine. Không quân Nga từng ném UPAB-1500, loại bom dẫn đường ra mắt từ năm 2019, để tấn công mục tiêu đối phương trong những tháng qua. UPAB-1500 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh GLONASS có sai số mục tiêu khoảng 10m. ASE nhận định, UPAB-1500 là vũ khí dẫn đường chuyên dụng có giá rất cao và số lượng nhỏ. Trong khi đó, FAB-1500 là loại bom thông thường được sản xuất đại trà và giá rẻ, cho phép nhanh chóng tạo ra lượng lớn bom dẫn đường với chi phí thấp khi kết hợp với UMPK. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng Zidamer của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Các nguồn tin tại Nga cho biết một bộ UMPK có giá xuất xưởng khoảng 24.000 đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với tên lửa và bom dẫn đường được sản xuất chuyên biệt. Nga bắt đầu sử dụng bom thông thường gắn UMPK từ đầu năm nay, gây ra mối đe dọa không nhỏ với các đơn vị Ukraine. Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói rằng bom dẫn đường UMPK của Nga có uy lực lớn, đạt hiệu quả cao khi phối hợp cùng UAV trinh sát. Alexander Solonko, binh sĩ Ukraine đang tham chiến tại mặt trận Zaporizhia, từng nhận định, bom dẫn đường là một trong những nỗi sợ lớn nhất trên chiến trường. Lực lượng Nga sử dụng chúng một cách triệt để, tôi không thể bình luận về độ chính xác, nhưng loại bom này có uy lực rất mạnh. Binh sĩ Ukraine nói rằng, các quả bom dẫn đường của Nga thường nhắm vào sở chỉ huy và trung tâm hậu cần. Nhưng máy bay cũng sẵn sàng tập kích những mục tiêu ít quan trọng hơn, như điểm tập kết binh lực
hoặc các cứ điểm ở tiền tuyến nếu có máy bay không người lái UAV chỉ điểm. Solonko cho hay UAV trinh sát như Orlan, Jala và Supercam rất hiệu quả và gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi. Chúng cho phép đối phương nhận diện mục tiêu, sau đó tung đòn đánh hiệp đồng bằng bom KAB và lượng lớn UAV tự sát như Lancet. Ưu thế không quân áp đảo của Nga khiến hàng loạt cứ điểm tiền phương của Ukraine liên tục bị theo dõi và tấn công. Solonko nói, vạt rừng có một đơn vị trấn giữ đã bị săn phẳng hoàn toàn, chỉ còn lại hàng rào. Mạng lưới chiến hào kiên cố tại đó hoàn toàn không thể sử dụng được sau khi liên tục bị ném bom. Nếu quân đội Nga không thể định vị chính xác mục tiêu, họ sẽ ném bom dẫn đường vào những tuyến đường di chuyển của chúng tôi. Lực lượng Nga không tiếp bom dẫn đường. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng mối đe dọa từ bom dẫn đường Nga là một trong những lý do cản trở đà phản công của Ukraine. Khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi chiến binh nước ngoài tham gia quân đoàn phòng vệ quốc tế của Ukraine, khoảng 20.000 tình nguyện viên từ hơn 50 quốc gia đã đến Kiev chỉ trong 2 tuần. Nhiều cựu chiến binh phương Tây đến Ukraine với niềm tin họ sẽ giúp giảm bớt đau khổ cho Ukraine. Đồng thời, việc bảo vệ nền dân chủ cũng là động lực mạnh mẽ đưa hàng nghìn tình nguyện viên đến Kiev. Một chiến binh Anh từng tham chiến ở Ukraine gần đây đã được phát hiện tử vong dưới nước với hai cánh tay bị trói sau lưng. Cho đến nay, gia đình của chiến binh này vẫn chưa biết lý do và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh. Theo Interpatent, chiến binh người Anh Jordan Chadwick, 31 tuổi, đến Ukraine vào đầu tháng 10 2022 và chiến đấu trong hàng ngũ quân đoàn quốc tế được Kiev thành lập để chống lại quân đội Nga. Mẹ của Chadwick, bà Brenda Chadwick, nói với BBC rằng gia đình bà rất đau buồn trước cái chết đột ngột, bí ẩn và không rõ ràng của con trai mình trên chiến trường Ukraine. Quân đội quốc tế Ukraine đã hồi hương thi thể của ông vào ngày 7 tháng 8. Chadwick được biết đến với cái tên Joe, đến từ Burnley ở Lancashire. Anh từng là vệ binh Scotland từ năm 2011 đến năm 2015. Bà Chadwick nói với BBC rằng Joe muốn trở thành một người lính. Bà Chadwick nói, lòng nhiệt tình ủng hộ tự do và hỗ trợ người khác bằng các kỹ năng của mình đã thôi thúc con tôi rời Vương quốc Anh và đến Ukraine vào đầu tháng 10 2022. Vào ngày 26 tháng 6, bà Chadwick được cảnh sát Lancashire thông báo rằng con trai bà đã bị giết. Văn phòng nước ngoài Khối Thịnh Vượng Chung và Phát triển FCDO đã liên lạc với bà Chadwick vào ngày hôm sau để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, không ai có thể giải thích cho bà lý do và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Joe. Giới chức Anh khẳng định với bà Chadwick sẽ có một cuộc điều tra được tổ chức để tìm ra nguyên nhân cái chết của Chadwick. Bà Chadwick nhấn mạnh, mặc dù chúng tôi vô cùng tự hào về lòng dũng cảm và sự kiên cường của con, nhưng cái chết của con tôi thật vô cùng đau đớn. Không có từ nào có thể diễn tả được sự mất mát này. Người phát ngôn của FCTO cho biết, chúng tôi đang hỗ trợ gia đình của chiến binh Anh thiệt mạng ở Ukraine và chúng tôi đang liên hệ với chính quyền địa phương. Quân đoàn nước ngoài Ukraine được Tổng thống Volodymyr Zelensky thành lập vào tháng 2 2022 và bao gồm các binh sĩ từ 60 quốc gia. Ngày 9 tháng 9, giới lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine đã hé lộ mục tiêu của những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời ước tính số binh sĩ Nga được triển khai ở Ukraine. Theo AFP, trong ngày 10 tháng 9, những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong vài tháng gần đây và Kiev cũng lên tiếng về các cuộc tấn công như thế. Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây. Trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một cuộc họp ở Kiev ngày 9 tháng 9, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov phát biểu, tất cả các mục tiêu đều là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự. Đây là sự khác biệt giúp phân biệt chúng tôi với người Nga. Ông Budanov khẳng định các cuộc tấn công khiến nhiều doanh nghiệp máy móc công nghệ cao bị đốt cháy nhưng người dân không bị thiệt hại. Trong khi đó, giới chức Nga đã báo cáo thương vong dân sự từ một số cuộc tấn công của Ukraine. Ông Budanov còn nói rằng một địa điểm sản xuất chip của Nga được dùng trong tên lửa Iskander gần đây đã bị tấn công. Cũng theo ông Budanov, các vụ nổ ở Nga đã làm xã hội tỉnh táo hơn một chút, nhưng chúng chưa có tác động lớn. Trong ngày 9 tháng 9, Phó Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Vladimir Skibitsky cho biết, Kiev ước tính rằng Nga đã triển khai hơn 420.000 binh sĩ tại các khu vực mà lực lượng này kiểm soát ở phía đông và nam Ukraine. Theo ông, số này bao gồm ở Crimea, nơi Nga đã sát nhập từ Ukraine vào năm 2014. Ông Skibitsky cho biết thêm con số này không bao gồm lực lượng vệ binh quốc gia Nga.
và các đơn vị đặc nhiệm khác duy trì quyền kiểm soát trên lãnh thổ của chúng tôi. Ông Skibisky còn nói rằng các máy bay không người lái được triển khai ở Crimea được sử dụng để tấn công các cảng Gmel và Reni của chúng tôi. Những cảng này đã được sử dụng làm trung tâm xuất khẩu thay thế, đặc biệt kể từ khi thỏa thuận bảo vệ việc xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen hết hạn vào ngày 17 tháng 7. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công ở phía Đông và Nam vào tháng 6, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng của Nga. Quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công mới xung quanh tỉnh Kharkiv ở phía Đông Bắc, tại các khu vực mà lực lượng Ukraine đã giành lại trong năm ngoái. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho rằng quân đội Nga đang cố gắng phân tán lực lượng Ukraine ở phía đông để Ukraine không thể tập trung lực lượng xung quanh Bakhmut, nơi quân đội này đang tiến quân thành công. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine trong 5 tháng sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Bà Malia thừa nhận phía Nga mạnh, có nhiều người và vũ khí hơn. Bà ước tính binh sĩ Nga đã bắn gần 400.000 quả đạn pháo vào các vị trí của Ukraine ở mặt trận phía đông trong tuần qua. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những phát ngôn trên của phía Ukraine. Sau khi mất xe tăng Challenger 2 tại Zaporizhia, quân đội Ukraine được cho là đã bù đắp bằng một chiếc T-90M Prorib tối tân. Theo một số báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine trong các trận chiến ở làng Rabotino thuộc khu vực Orekhovsky của mặt trận Zaporizhia đã thu giữ một chiếc xe tăng T-90M Prorib mới nhất của quân đội Nga. Đặc biệt, những hình ảnh về chiếc T-90M đó đã được kênh Telegram, người cung cấp thông tin quân sự đăng tải, cho thấy cỗ chiến xa trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn, gần như có thể sử dụng ngay. Theo thông điệp của kênh Telegram, tổ lái xe tăng đã sơ tán vì lý do chưa rõ ràng và chiếc cỗ chiến xa nói trên bị bỏ rơi. Hiện chưa rõ chi tiết về vụ việc được đề cập. Tuy nhiên, đây không phải chiếc xe tăng T-90M Prorib đầu tiên của Nga rơi vào tay lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng thông tin trên thu hút sự chú ý vì nó đến ngay sau khi Kyiv mất chiếc Challenger 2 do Anh viện trợ. Trước đó, chiếc xe tăng tương tự đã bị phía Ukraine bắt giữ trong cuộc tấn công Kharkov vào năm 2022. Sau đó, chiếc T-90M Prorib nói trên đã được bàn giao cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30 của lực lượng mặt đất Ukraine. Bên cạnh đó, việc để mất những chiếc xe tăng này trong tình trạng tốt là cực kỳ hiếm, có thể chỉ một vài trường hợp được biết đến. Đây là con số không đáng kể xét về thời gian và cường độ của cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine. Xe tăng T-90M Prorib là phiên bản hiện đại hóa từ T-90A Vladimir. Bản sửa đổi này lần đầu tiên được trình bày trước công chúng tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army năm 2018. Vào mùa xuân năm 2020, những chiếc xe tăng T-90M đầu tiên bắt đầu được biên chế vào lực lượng mặt đất của quân đội Nga. Và từ năm 2022, chúng bắt đầu được sử dụng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự. Gói viện trợ Mỹ mới công bố trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Kyiv đang mang đến nhiều hy vọng cho Ukraine hơn khi được cho là có thể có tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Tờ ABC News ngày 9 tháng 9 dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết các tên lửa này đang được tính đến. Tuy nhiên, kế hoạch của Washington đối với loại vũ khí này có thể thay đổi. Một quan chức khác xác nhận, quyết định cung cấp tên lửa đang được cân nhắc và ATACMS có thể sẽ được đưa vào gói hỗ trợ an ninh trong tương lai. Tuy nhiên, quan chức Mỹ lưu ý rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và có thể phải mất vài tháng nữa Ukraine mới nhận được tên lửa. Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ đã từ chối tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine, bất chấp yêu cầu từ Kyiv. Giới chức Washington cũng bày tỏ lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa ATACMS của mình và việc Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga. ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa, được phát triển và sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để sử dụng cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS nhằm vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí đạn dược của đối phương, cũng như tấn công những mục tiêu diện rộng và nhắm mục tiêu ở tầm xa. Điểm mạnh của đạn tên lửa ATACMS là khả năng tự dẫn đường kết hợp với quan tính định vệ vệ tinh GPS. Điều này giúp tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km với độ chính xác gần như tuyệt đối. Khả năng công phá của tên lửa chiến thuật này là đầu đạn nổ phá mảnh nặng 227 kg hoặc đầu đạn chùm để tăng khả năng sát thương.
Ngoài ra, khả năng mang đầu đạn thông thường khi cần, ATACMS có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để tạo đòn tấn công hủy diệt đối phương. Cùng với Mỹ, Đức cũng đã gửi 10 xe tăng Leopard 1A5, vũ khí có từ thời chiến tranh lạnh và từng bị lưu kho, cho Ukraine vào tháng 8. Xe tăng Leopard 1A5 được hãng Porsche thiết kế và được công ty Krauss Maffei sản xuất ở Đức. Xe tăng Leopard được đưa vào sử dụng từ năm 1965 và được quân đội Đức triển khai lần cuối vào năm 2000. Mẫu Leopard 1A5 được phát triển vào những năm 1980. Kể từ đó, nhiều chiếc Leopard 1A5 đã được cất trong các nhà kho ở khắp châu Âu, cho đến khi chính phủ Đức chấp thuận tặng lại chúng cho Ukraine vào tháng 2. Theo tờ New York Times, hơn 100 chiếc Leopard 1A5 sẽ được chuyển tới Ukraine sau khi chúng được tân trang lại. Giới chuyên gia và quan chức Đức cho rằng, dù đã cũ, nhưng xe tăng Leopard 1A5 vẫn được xem là vũ khí hữu ích. Trung tướng Andres Asmalow, người giám sát chương trình huấn luyện của Đức cho binh sĩ Ukraine cho biết, khác với nhiều xe tăng cũ đang được sử dụng ở Ukraine, xe tăng Leopard 1A5 của Đức có khả năng hoạt động ban đêm và hệ thống vũ khí ổn định. Cũng theo ông Malow, xe tăng Leopard 1A5 dễ điều khiển, bảo dưỡng và sửa chữa hơn so với hậu duệ Leopard 2A6. Ông Christian Molling, chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cũng nhấn mạnh, những chiếc xe tăng Leopard 1 thực sự là một lựa chọn không tồi. Kể từ tháng 2, các đội xe tăng Ukraine đã được huấn luyện ở Đức về cách vận hành xe tăng Leopard 1A5 cùng các hệ thống vũ khí quan trọng khác mà Berlin đã tài trợ cho Kiev. Những đội xe tăng của Ukraine được huấn luyện 6 ngày một tuần trong 6 tuần tại Đức trước khi trở về nước. New York Times cho hay, Đức đã đào tạo cho 6.300 trong số 10.000 binh sĩ Ukraine mà Đức dự kiến huấn luyện trong năm nay. Các chuyên gia IAEA được triển khai tại nhà máy Zaporizhia do Nga kiểm soát báo cáo đã nghe thấy nhiều vụ nổ trong tuần qua, một dấu hiệu có thể cho thấy hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực. Ngày 9 tháng 9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy Zaporizhia ở Ukraine. Trong thông báo, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đánh giá, "Tôi thực sự quan ngại về những mối nguy hiểm mà nhà máy đang đối mặt vào lúc chiến sự diễn ra ác liệt trong khu vực này." IAEA đã được thông báo rằng nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân đã tạm thời bị giảm xuống mức tối thiểu do lo ngại về nhiều hoạt động quân sự trong khu vực. Bất cứ điều gì xảy ra trong khu vực xung đột, dù là nó ở đâu, mọi người đều có thể chịu thiệt hại nếu xảy ra tai nạn hạt nhân. Và tôi kêu gọi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh điều đó xảy ra. Theo IAEA, các chuyên gia của họ được triển khai tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát báo cáo đã nghe thấy nhiều vụ nổ trong vòng một tuần qua, một dấu hiệu có thể cho thấy hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực. Theo ông Grossi, có khoảng 20 vụ nổ trong suốt các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 và nhiều vụ nổ khác trong vài ngày qua. Ông nói rằng vụ nổ cách nhà máy một khoảng cách khá xa nhưng vẫn gây ra lo ngại sâu sắc về những nguy hiểm có thể xảy ra với nhà máy này. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, IAEA cho biết đã phát hiện mìn sát thương tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Sau khi Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhia, nhà máy điện lớn nhất châu Âu này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một vụ tai nạn hạt nhân quy mô lớn. 6 lò phản ứng hạt nhân tại đây, sản xuất khoảng 1/5 điện năng của Ukraine trước cuộc chiến, đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Sau ngày họp đầu tiên ở Ấn Độ, các nước G20 đã ra tuyên bố chung xua tan lo ngại trước đó rằng bất đồng về chiến sự Nga-Ukraine có thể khiến họ khó đạt được đồng thuận. Ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo G20 đã thông qua tuyên bố chung trong ngày họp thượng đỉnh đầu tiên ở New Delhi. Tuyên bố chung nêu rõ, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, bao gồm vấn đề toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, luật nhân đạo quốc tế và hệ thống đa phương nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định. Chúng tôi hoan nghênh tất cả sáng kiến có liên quan và mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, tuyên bố chung còn kêu gọi Nga, Ukraine khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, đề nghị các bên chấm dứt hành động quân sự nhằm vào hạ tầng liên quan đến hai lĩnh vực này. Trước đó, có nhiều lo ngại rằng những bất đồng còn tồn tại giữa các thành viên G20 về cuộc chiến Nga-Ukraine có thể khiến nhóm này không đưa ra được tuyên bố chung nào tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Ấn Độ. Trong khi phương Tây hối thúc lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, các bên khác đề nghị tập trung vào những vấn đề kinh tế.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, tuyên bố này thể hiện lập trường rõ ràng về sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Tuy nhiên, phản ứng với tuyên bố chung của G20, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng không có gì để tự hào. Và nếu Ukraine được tham dự, G20 sẽ hiểu rõ tình hình hơn. Nga hiện chưa có phản ứng với tuyên bố chung của G20. Song trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẽ phản đối nếu văn bản này không thể hiện quan điểm của Nga về cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác.